Nhà đất Trường Ngô xin kính chào quý cô chú anh chị, em Bảo Thiện, em Đình Khang. Thì ngày hôm nay nhà đất Trường Ngô chúng em đã có mặt tại vị trí là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Mình xin giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một cái thửa đất có 100m² thổ cư mà giá rất mềm, chỉ có là 240 triệu thôi nha quý cô chú và anh chị ơi. Thì ở đây quý cô chú anh chị cũng thấy là đường mình là đường ô tô đến đất nè. Đó, ô tô xe máy né nhau luôn nha. Và khu vực chung quanh đây thì dân cư cũng đã hiện hữu rất nhiều rồi nha. Và thửa đất của mình thì cũng là khá là cao ráo và giá rất mềm, chỉ có 240 triệu thôi. Và trước khi nói về cái thửa đất khá là đẹp này, có một cái mé sông rất thoáng phía trước, thì Khang và Thiện xin khái quát một chút về đường đi của mình để quý cô chú anh chị nắm rõ hơn nha. À rồi, mảnh đất của chúng ta thì mình cách ủy ban trường học chỉ trong bán kính 2,5 cây số nha anh chị ơi. Rồi mình đi cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây thì chỉ có 3,5 cây thôi. Rồi mình đi khu bảo tồn Tháp 10 chỉ 6 cây thôi nha. Rồi mình cách thành phố Mỹ Tho là 30 cây số và mình cách thành phố Hồ Chí Minh bến xe miền Tây là 70 cây số. Và mình có hướng chánh bắc nha anh chị ơi. Dạ. À, thì mình có một cái mé sông phía trước rất là thoáng luôn. Khu vực chung quanh của mình thì người ta làm ruộng nè, người ta làm vườn, người ta cất nhà nghỉ dưỡng rất là nhiều luôn nha. Đó, về đây thì mình có một cái không khí rất là yên bình, thoải mái, và cũng có cho mình một cái giá rất là mềm mại để mình có thể sở hữu được một cái thửa đất có sẵn thổ cư, ô tô đến nơi và cũng rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 70 km thôi nha. Tất nhiên là với những cái loại đất mà về cái lâu năm và thổ cư thì rất dễ trong cái việc sang tên chuyển nhượng nha quý cô chú và anh chị. Đó, đường của mình thì quý cô chú anh chị thấy là nó rất là đẹp luôn ha. Đường ô tô đến nơi, và khu vực chung quanh đây thì nhà dân sống rất đông, mé sông phía trước cũng rất là mát luôn. Đó, thì ở đây của Khang và Thiện á, mình có một cái thửa đất này quý cô chú anh chị ha. Một cái thửa đất khá là cao ráo, thì chủ cũng mới bơm cát lên. Tuy nhiên là nó chưa có cao bằng cái mặt lộ mà Khang và Thiện đang đứng đây, nhưng mà chủ cũng đã san lấp khá là bằng phẳng rồi ha. Thì mình có một cái diện tích cuối cùng với bề ngang 10m, tính từ cái mé hàng rào ở đây quý cô chú anh chị ha, đổ ngang qua 10m. Và mình có một cái chiều sâu vào ở mỗi cạnh là 35m vuông vức, có sẵn 150m² thổ cư cho mình luôn. Và giá rất mềm, chỉ có là 400 triệu. Giá này chủ đã bao hết toàn bộ chi phí thuế phí cho mình luôn rồi nha quý cô chú anh chị ơi. Những lô đất kế bên đã bán hết rồi, và đây là lô cuối cùng, cũng rất gần với thành phố Hồ Chí Minh luôn, 70km thôi, nên là quý cô chú anh chị ưng thiện chí có thể mau lẹ về xem và chốt liền trong ngày luôn nha. Đó, cũng khá là tuyệt vời ha. Dân cư đây sống rất đông và gần như là không có mã mồi gì hết luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Về đây mình nghỉ dưỡng nè, mình cất nhà nè, mình có nhu cầu về đầu tư. Giá này đầu tư rất tốt với cô chú anh chị ha. Đó, mình thả gà, thật sự rất là tuyệt vời luôn ha. Đó, điện nước wifi của mình thì có đầy đủ rồi ha. Ở ngoài này thì song song mình có một cái tuyến đường là họ cắm trụ điện rất lớn, thì đường này thì chắc chắn là hiển thị trên bản đồ vệ tinh là đã là một con đường thông rất là lớn luôn rồi. Đó, cũng khá là đẹp ha. Có thể là tuyến đường của mình sẽ làm, nhưng mà sẽ ưu tiên làm sau có tuyến đường kế bên này ha. Tuyến đường đối diện mình sẽ làm trước, nhưng dù sao thì đây là cũng là một cái mảnh đất có thổ cư, một cái giá thành rất là mềm mại với một cái view sông ở phía trước, để cho mình có thể lựa chọn với mục đích của là đầu tư hay cất nhà hay nghỉ dưỡng đều rất là hợp lý luôn rồi chứ anh chị ha. Đó, Thiện sẽ nhắc lại nha. Hiện tại bên Thiện còn một lô cuối cùng, đường xe hơi đến nơi, với diện tích ngang 10 dài 35, có sẵn 150m² thổ cư, và giá toàn bộ chỉ có 400 triệu thôi nha. Giá này đã bao hết toàn bộ chi phí thuế phí cho mình luôn rồi nha. Rất là mềm mại cho mình luôn, rất là hữu tình luôn, rất là đẹp. Mình dân Khang Bảo thì mình ra rất giáp ranh với lại là thị xã Cai Lậy, khu cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây. Thị xã Cai Lậy của mình thì tầm khoảng là mấy cây anh Khang? Từ 2,5 cây số nha, biết gì? Dạ, chỉ có 2,5 cây số thôi là mình đã đến với lại là cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây rồi. Là một cái vị trí rất là đẹp và cũng rất là tiềm năng luôn nha. Rất đáng để mình có thể suy xét mình đầu tư hoặc là mình nghỉ dưỡng mình lâu dài ở đây ha. Để dành rất hợp lý luôn. Dạ rồi, thì đó là toàn bộ thông tin về cái mảnh đất khá đẹp của mình quý cô chú anh chị ha. Rất là ok luôn. Thì quý cô chú anh chị thiện chí có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình để chúng em được tư vấn chi tiết hơn, hỗ trợ quý cô chú anh chị mua sớm cái mảnh đất rất đẹp này nha. Dạ rồi, thì chúng em xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Xin chào. Dạ.